Phàm giới tiên tôn tập 12. Lúc này trên đường phố bên ngoài nha môn quận thủ phủ đã có tiếng hô giết rung trời. Không, nói chính xác hẳn là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu trẫn lộn, hỗn hợp va chạm cùng nhau, xông thẳng trên trời xanh. Bởi vì đây là huệ thế trù diệt nghiêng về một phía, chó sói vào giữa bầy dê, căn bản cũng không có bất kỳ tên quân lính nào có thể thương tổn tới hắn. Bất luận là vũ khí nhẹ như đao kiếm hay là gậy gộc, búa chùy, các loại vũ khí nặng đều vô dụng. Nhưng vũ khí này mới tiếp cận huệ thế, sẽ có hư ảnh một con rồng lửa từ trên lưng của hắn bay ra ngoài. Một đòn thần long bái vĩ, tại chỗ nhìn có thể đem những thứ vũ khí này quét bay, đồng thời đem người cầm đốt thành tro bụi. Mà chính hắn lại là trong lúc giơ tay nhấc chân đều có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Cho dù là chẳng qua là tiện tay quét một chút, cũng có thể trong nháy mắt đạp nát 3-4 tên quân lính. Là đạp nát chân chính theo ý nghĩa. Không chỉ là ví von khoa trương, vậy thế bất luận là vung quyền hay vỗ trưởng, trên cánh tay cũng sẽ hiện ra hư ảnh hình rồng quấn quanh ở phía trên. Cái này làm cho lực lượng của cá nhân hắn trở nên mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Ở trước mặt quyền trưởng uy lực như vậy, coi như là áo giáp bằng thép ròng cũng đều là như giấy mỏng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vỗ một cái liền bể nát, đánh một cái liền xuyên qua. Ngay cả quân lính đứng bên cạnh cũng đều là bị quyền trưởng của huệ thế đánh cho thành khối vụn hoặc là đánh thành thịt băm, gần như không còn hình người, quá mạnh mẽ. Hứa Phong An, Lưu Lập Đào, Trần Đồng, ba người đều nhìn mà choáng váng, trố mắt nghẹn họng nhìn huệ thế đại sát tứ phương, nhìn huệ thế một mình bao vây mấy ngàn tinh binh. Đây là sức mạnh của con người có thể làm được sao? Thật ra thì ngay từ lúc mới vừa rồi, nhằm môn thủ phủ thái thú đi ra, cử động vọt thẳng vào đám người của huệ thế, còn khiến ba người bọn họ nhìn mà sợ hết hồn hết vía, sợ rằng hắn sẽ bị loạn đảo chém chết. Dù sao đối mặt với 3.000 tinh binh hoặc áo giáp cầm khí giới, coi như là nội cảnh tuyệt đỉnh cũng không dám chính diện xông lên như vậy. Huống chi huệ thế còn chỉ là một tiên thiên. Mặc dù trên người huệ thế có cái gọi là phù văn Thôi Hằng đã bàn trò, nhưng người nào cũng không biết những phù văn kia rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, trong lòng không nắm chắc được. Nhưng bây giờ nhìn thấy lực lượng huệ thế được tăng phúc lên, ba người tất cả đều bối rối. Đại nhân, cái này, đây là... Lưu Lập Đảo kinh hãi trực tiếp chỉ bên ngoài, có chút không xác định nhìn về phía Thôi Hằng hỏi. Đây chính là phù văn ngài nói lúc trước phải không? Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói. Một cái thủ đoạn nhỏ trước kia ta nghĩ ra thôi, bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Thủ đoạn nhỏ à? Còn như không tệ sao? Ba người kia nghe vậy nhất thời không nói gì nữa. Nếu như cái này cũng chỉ coi là thủ đoạn nhỏ, như vậy tiên thiên nội cảnh lại coi là cái gì? Đây quả là làm cho một tên tiên thiên đại tổng sư chính diện cứng rắn giết mấy ngàn tên tinh binh khoác áo giáp cầm khí giới. Từ cổ chí kim chưa bao giờ có qua chuyện như vậy. Nếu mà chuyện đêm nay bị truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho thiên hạ chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc đấy. Mà vào lúc này, cách đó không xa, năm người Tôn Bàn Thạch trên tử lâu đã toàn bộ đều choáng váng bối rối. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể được? Tôn Bàn Thạch muốn rách cả mí mắt, mà nhìn đường phố phía bên dưới, nhìn những quần lính giống như là gà con bị huệ thế tiện tay đập chết, gần như là muốn hoài nghi mình đang nằm mộng. Đây chính là mấy nghìn tình binh khoác giáp cầm khí giới, hơn nữa còn đều biết võ công, ít nhất đều luyện ra khí cảm, thực lực vượt xa quân tốt trong quân đội bình thường. Vây giết một nội cảnh tuyệt đỉnh đều không thành vấn đề, vì sao lại bị một tên ngưng khí cảnh nho nhỏ giết giống như tru gà vậy? Mà bên người của hắn, Hà Thanh Mậu cùng Tĩnh Thông hòa thượng càng là đã bắt đầu phát run. Nhìn cảnh tượng phía dưới, người bùi bó thành gầy mũi, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, hai chân như muốn nhũn ra. Vương công tử đi đâu rồi? Hà Thanh Mậu cùng Tĩnh Thông hòa thượng chợt nhớ tới Vương Kim Thánh mới vừa nói muốn đi ra ngoài áp trận, mà làm sao vẫn không thấy xuất hiện chứ? Khi trước lúc ban ngày, hắn không phải là dễ dàng liền đánh bại người quan phủ cảnh giới ngưng khí này sao? Đúng, Vương Hiền Đệ đâu rồi? Tôn Bàn Thạch vào lúc này cũng chợt kịp phản ứng, nhìn chung quanh, lại căn bản không có phát hiện bóng người Vương Kim Thánh. Mạnh Lan Chi cùng Âu Dương Trấn cũng không thấy đâu. Hà Thanh Mẫu kinh hồ lên, trong mắt sợ hãi nồng hơn. Chẳng lẽ không phải đều là chạy đi rồi đấy chứ? Ngay cả Vương Kim Thánh cũng chạy rồi à? Tĩnh Thông hòa thượng trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất lẩm bẩm nói, xong rồi, lần này thì xong thật rồi. Đối mặt với một con quái vật có thể một mình tru diệt mấy ngàn tình bình, bọn họ căn bản không có khả năng có bất kỳ chút phần thắng nào. Thậm chí hiện tại muốn chạy trốn, phòng trừng cũng đã muộn. Đáng chết, thật là đáng chết. Vương Kim Thánh, người cái tên tạp chủng này. Tôn Bàn Thạch rống giận, cả người gần như điên cuồng. Nhưng hiện tại hắn cũng không kịp xả cơn giận, trực tiếp lật ngược cái bàn, thi triển khinh công, từ cửa sổ đối diện đường phố nhảy ra ngoài. Nhưng mà Tôn Bàn Thạch vừa nhảy ra ngoài, còn chưa kịp chạy trốn, cũng cảm giác được một cỗ lực lôi kéo cực kỳ mạnh, muốn lôi hắn xuống dưới. Hắn nhìn xuống bên dưới, nhất thời như người mất hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hãi gần chết. Tiên thiên à! Chính đạo Huệ Thế giơ tay lên khẽ nắm một cái, thi triển tiên thiên chân khí ngừng tụ, tạo thành một đạo hư ảnh long trảo, đem Tôn Bàn Thạch chuẩn bị chạy trốn kia gắt gào nắm chắc, gắng cường từ không trung túm xuống dưới. Tôn Bàn Thạch, phái Thái Trùng, người làm chỗ dựa cho gian thương, gia họa trăm họ, ta xem ngươi còn có thể trốn đi đằng nào. Huệ Thế ngửa mặt lên trời gào to, để cho dân chúng xung quanh đều nghe được cái thanh âm này. Đây là đang xác định thân phận của Tôn Bàn Thạch, cũng là lấy đạo của người trả lại cho người. Đồng thời, bị bắt còn có Tĩnh Thông hòa thượng cùng với Hà Thanh Mậu đang chuẩn bị chạy trốn. Chỉ trong lát sau, Huệ Thế áp giải ba người này đi tới trước mặt Thôi Hằng, một mực cùng kính nói: Đại nhân, may mắn không nhục sứ mệnh. Làm đúng là không tệ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu với Huệ Thế một cái, sau đó nhìn về phía ba người Tôn Bàn Thạch, Hà Thanh Mậu, Tĩnh Không hòa thượng mà kẽ mỉm cười nói: Ba vị có gì muốn nói không? Lúc này ba người này tất cả đều bị áp giải quỳ ở trước mặt Thôi Hằng, không còn bộ dạng phách lối khi trước. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả ý niệm chạy trốn đều không dâng lên nổi. Dù sao có một cường giả có thể quét ngang hoàn quân như Huệ Thế ở đây, làm sao cũng không thể chạy được. Bây giờ mấu chốt nhất là phải như thế nào mới có thể sống sót đây. Chỉ có còn sống sót mới có hết thảy thôi, nếu không hết thảy đều thành không. Ý nghĩ trong lòng Tôn Bàn Thạch chuyển nhanh, chính mình nên làm như thế nào? Uy hiếp khẳng định là không được. Nếu như đối phương thật sự kiêng kỵ thân phận của mình, căn bản sẽ không động thủ rồi. Như vậy nhất định càng bày ra giá trị của chính mình. Nhưng mà giá trị của mình ở chỗ nào chứ? Vương Kim Thánh. Ánh mắt của Tôn Bàn Thạch bỗng nhiên sáng lên, vội vàng nằm trên đất nói với Thôi Hằng: Đại nhân, ta có tình huống khẩn cấp muốn bẩm báo, là tình huống chỉ cô ta biết đấy. Lời này của hắn vừa nói ra, Hà Thanh Mậu cùng Tĩnh Thông hòa thượng bên cạnh nhất thời liền biến sắc mặt, nhào nhào kêu mắng lên: Thúi lắm, người là muốn nói tin tức về Vương Kim Thánh phải không? Ta cũng đã biết, cái này nào chỉ có người biết chứ. Ta cũng biết. Đại nhân, cái tên Vương Kim Thánh đó là nhân sĩ Duyễn Châu, là nhà họ Vương, là một trong 7 vọng họ ở Lang Gia đấy. Người này nói trước là Hà Thanh Mậu, hắn vẫn chỉ là phản bác quát mắng Tôn Bàn Thạch. Người sau chính là Tĩnh Thông hòa thượng, hắn trực tiếp liền đem tin tức mình biết mà nói ra: Nhà họ Vương ở Lang Gia Duyễn Châu. Mọi người tại đây, ngoài trừ Thôi Hằng cùng Huệ Thế ra, sắc mặt toàn bộ đều hơi thay đổi, lộ vẻ kinh nghi. Các người biết cái gì? Tôn Bàn Thạch nghe lời nói của hai người kia cũng bạo nộ lên, chỉ là vào bọn hắn mà quát: Ta cùng với Vương Kim Thánh sống chung lâu ngày, biết được so với các ngươi nhiều hơn rất nhiều, nhất định có thể giúp được đại nhân. Sau đó, hắn lại một mặt nịnh hót nói với Thôi Hằng: Đại nhân, ngài đừng nghe bọn họ nói bừa. Hai người này cũng chỉ là cùng với Vương Kim Thánh ăn qua vài bữa cơm mà thôi, hiểu rõ tin tức đều là da lông thôi. Chỉ có ta mới có thể biết thầm sâu về Vương Kim Thánh. Đại nhân, có muốn trước tiên nghe hắn nói một chút hay là không? Hứa Phong An lấy chân khí thi triển truyền âm nhập mật, rồi đối với Thôi Hằng nói: Nhà họ Vương ở Lang Gia, dù sao cũng là một trong 7 vọng họ trên thiên hạ, bối cảnh rất là bất phàm. Điều này không cần vội. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, rồi hướng Huệ Thế nói: Trước nhất đem ba người bọn họ dẫn đi, ngày mai tiếp tục tịch thu gia sản. Chưa sau khi đem những thường nhân xấu kia đều dọn dẹp cho sạch sẽ, cũng mang ra xét xử công khai. Vâng, đại nhân. Huệ Thế có mình hành lễ, sau đó đôi tay vồ một cái, liền đem ba tên kia nhấc lên. Đại nhân, không nên. Tôn Bàn Thạch thấy tình hình này, nhất thời liền luống cuống gào lớn: Đại nhân, những tin tức ta biết kia thật sự rất mấu chốt, vô cùng mấu chốt đấy. Đương nhiên là ta biết. Tôi Hằng gật đầu một cái nhắc nhở Huệ Thế: Cho đến khi xét xử công khai, chú ý một chút, đừng để cho bách tính đem bọn họ đánh chết, lưu ở một hơi thở là được rồi. Ba người Tôn Bàn Thạch là kẻ cầm đầu chèn ép bộ bóc lột nhân dân trong quận đỗ, đem bọn họ cùng những thường nhân kia đặt chung một chỗ xét xử công khai. Ba người Tôn Bàn Thạch là kẻ cầm đầu chèn ép bóc lột dân chúng quận đỗ, đem bọn họ cùng những thường nhân kia đặt chung một chỗ xét xử công khai, càng có lợi cho truyền bá trần tướng, đồng thời cũng càng có thể điều động tâm tình của dân chúng. Đây đối với Thôi Hằng mà nói chính là một lần cơ hội để tu vi tiến nhiều, tự nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa, sau khi xét xử công khai mới hỏi han cũng càng có thể xác nhận tính toàn diện của chân thật của tin tức. Chờ sau khi ba người Tôn Bàn Thạch bị Huệ Thế dẫn xuống, nhà môn quận thủ phủ cuối cùng là khôi phục sự an bình. Chỉ có mùi máu tanh còn lưu lại bên trong không trung, cùng với những tàn thi thây nát trên đường phố, tỏ rõ nơi này vừa mới trải qua một trận tru diệt vô cùng khốc liệt nghiêng về một bên. Trần Đô úy dẫn người đem đường phố dọn dẹp một chút đi, để tránh ngày mai làm phiền đến bách tính. Thôi Hằng nói với Trần Đồng bên cạnh, nếu đã có quần tính sống sót cũng cùng nhau bắt lại đợi nghe xử trí. Vâng đại nhân. Trần Đồng cung kính hành lễ, sau đó liền vội vã rời đi. Suốt đêm để cho người dọn dẹp thanh tẩy đường phố sạch sẽ. Sau khi nhìn tận mắt Huệ Thế liền phá tam cảnh, hơn nữa đại sát tứ phương, hắn đối với hết thảy quyết định của Thôi Hằng đều trở nên nói gì nghe đấy, không có nửa điểm tâm tư khác. Hai người các ngươi đi theo ta đi. Thôi Hằng nói với Hứa Phong An cùng với Lưu Lập Đào, xoay người trở về nội đường. Bên trong nội đường nhà môn, thủ phủ của phủ thái thú, Thôi Hằng uống một hớp trà nóng, do hỏi Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào. Bảy vọng họ ta trước kia cũng có chút nghe qua, nhưng không hiểu rõ, không tính là chi tiết. Các người lại nói cho ta một chút biết xem nào. Trong khoảng thời gian qua, hắn tìm Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào tìm hiểu qua thế cục toàn thể của thế giới này. Thiên hạ trên danh nghĩa tôn hoàng thất Đại Tấn làm đầu, trên thực tế thì các nơi bẻ phái mọc ra như rừng. Ngay cả mỗi tên châu mục trên bản chất dựa vào chính quyền Đại Tấn cũng bắt đầu tự trị. Toàn bộ Đại Tấn gần như tàn rã. Vì vậy ngoại trừ Trung Châu, 10 người châu mục bên ngoài chính là người có quyền thế lớn nhất thiên hạ hiện nay trên danh nghĩa. Có điều đây chỉ là mặt ngoài thôi. Ở trên thế giới này, tổng bồn cùng thế gia mới là nhân vật chính vĩnh hằng. Mặc dù triều đình cùng châu mục nắm giữ số lượng cực lớn quân sự, nhưng tổng bồn cùng thế gia lại dựa vào nội tình cùng căn cơ thâm hậu của bọn họ, thâm vào bên trong mọi ngành mọi nghề trong dân chúng. Trăm nghề dân sinh, công trình thủy vận, mỏ sắt vàng bạc, các thứ ngành nghề đều có bóng dáng của bọn hắn, không lọt đi một chỗ nào. Nếu như những ngày này xảy ra vấn đề gì, đừng bảo là một quận châu, toàn bộ bách tính thiên hạ cũng có thể bị kích động tạo phản, ngay lập tức liền có thể để cho triều đình lâm vào tan vỡ. Hơn nữa tổng bồn cùng thế gia còn có võ lực đơn giản, có thể là cao nhất thế gian. Dù là một người võ lực cấp cao không cách nào cùng quân đội chính diện chống cự, cũng có thể đi làm chuyện chém đầu ám sát. Chỉ cần triều đình dám động thủ với tổng bồn thế gia, bọn họ liền dám để cho quan lớn đương triều, thậm chí người trong hoàng tộc chết bất đắc kỳ tử. Đã từng có không ít hoàng triều vì vậy mà bị tiêu diệt. Cho nên cõi đời này chưa bao giờ có hoàng triều ngàn năm, nhưng tổng bồn cùng thế gia ngàn năm lại khắp nơi đều có. Đạo môn 3 đại thánh địa, Phật môn 6 đại thánh địa, Tà ma 13 môn, Thiên hạ cửu kiếm, Thế gian 12 bang, 16 thế gia thiên hạ đều là thế lực xuất sắc trong số đó. Bảy vọng họ liền tại trong 16 thế gia thiên hạ. Nhưng trên thực tế bảy vọng họ đều là thế gia đứng đầu truyền thừa vượt qua 3.000 năm, là tồn tại đồng cấp với Đạo Nhất Cung đứng đầu đạo môn, Bảo Lâm thiền viện đứng đầu Phật môn. Chính nhà còn lại so với bảy vọng họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Bảy vọng họ nghe nói là thế lực ủng hộ lập nên Đại Tấn năm xưa. Phương hướng hiểu biết của Lưu Lập Đào càng nhiều là phương diện triều chính. Hơn 200 năm trước, năm cuối Đại Nguyên, thiên hạ đại loạn, quân hùng cùng đổi dậy. Khi đó thái tổ khai quốc của Đại Tấn thật ra chẳng qua chỉ là một cỗ thế lực nhỏ tầm thường, dưới cơ duyên xảo hợp cưới được một vị quý nữ họ Vương ở Lang Gia, lúc này mới thu được ủng hộ, nhanh chóng quật khởi. Tiếp đó lại được 6 vọng họ khác ủng hộ, cuối cùng mới có thể càn quét thiên hạ, thành lập Đại Tấn. Về cái này ta cũng có nghe qua. Hứa Phong An gật đầu một cái, bỗng nhiên hắn như là nghĩ ra điều gì, cười mà nói. Nhắc mới nhớ, liên quan tới chuyện này còn có một tin đồn không biết thực hư. Tin đồn gì? Thôi Hằng có chút hăng hái hỏi: Thưa đại nhân. Hứa Phong An cùng kính đáp: Nghe nói bảy họ vì ủng hộ thái tổ khai quốc của Đại Tấn quật khởi mà tổn thất nặng nề, nhất là họ Vương ở Lang Gia, càng là thiếu chút nữa bị diệt cả tộc. Hơn nữa còn dẫn phát một tràng võ lâm hạo kiếp hơn 200 năm trước. Hồng Vũ Thiên Vương chém sạch thần cảnh thiên hạ. Ai? Chân mày của Thôi Hằng không khỏi nhấc lên. Hồng Vũ cái tên này để cho Thôi Hằng theo bản năng nghĩ tới vị thái tổ khai quốc của Triều Minh trên Đại Cầu. Đồng thời hắn cũng có chút mong đợi, có phải hay không chính là Hồng Phú Quý đổi tên. Nhưng nếu là Hồng Phú Quý, cái thiên hạ này làm sao lại thành Đại Tấn rồi? Hắn thất bại sao? Lưu Lập Đào cùng với Hứa Phong An chính là cho rằng Thôi Hằng là thế ngoại tiền nhân, cũng chưa có nghe nói qua chuyện về Hồng Vũ Thiên Vương. Cho nên Thôi Hằng mới hỏi thử. Dù sao, đó đã là chuyện gần 300 năm trước, thời gian quá lâu rồi. Hơn nữa sau khi Đại Tấn lập quốc, liền trưởng khống quản lý nghiêm khắc chuyện về triều đại trước, người biết tự nhiên trở nên càng ít. Chuyện cho tới bây giờ, đừng nói là dân chúng tầm thường, coi như là huyện lệnh một phương cũng chưa chắc đã biết. Cũng chính vì hai người bọn hắn, một người làm quan tới quận trưởng, một là tuyệt đỉnh trong tông môn truyền thường ngàn năm, lúc này mới hơi hiểu qua một chút. Vì vậy hai người liền liếc mắt nhìn nhau, cũng muốn trả lời thắc mắc của Thôi Hằng, nhưng lại cũng không dám mở miệng trước. Thôi Hằng nhìn thấu tầm tư của hai người, nhanh nhàng gật đầu cười nói: Hứa tiên sinh tiếp tục nói đi. Đà tạ đại nhân. Hứa Phong An đầu tiên là hành lễ, sau đó đem chuyện về vị Hồng Vũ Thiên Vương kia nói tiếp. Dựa theo ghi chép của Ngọc Hòa Kiếm Các, vị Hồng Vũ Thiên Vương kia lúc ban đầu hiện thân, hẳn là ở 12 năm cuối triều đại Đại Nguyên, cũng chính là năm 288. Lúc ấy là những năm cuối của Vương Triều, thiên hạ binh tai nổi lên bốn phương, nghĩa quân vô số. Khi đó Hồng Vũ Thiên Vương đang ở trong một nhánh nghĩa quân làm đô đầu, là một võ quan có thể quản 100 người. Ở bên trong sự miêu tả của hắn, vị Hồng Vũ Thiên Vương này là từ võ quan tầm thường đi lên cao. Thông qua tích lũy chiến công, từng bước trở thành chỉ huy quân chủ, xương chủ. Sau đó, đến sau khi cưới con gái đầu lĩnh của nghĩa quân, liền hoàn toàn nắm giữ đại quân 100.000 người. Sau khi nắm giữ đại quân, Hồng Vũ Thiên Vương rộng rãi lôi kéo lòng dân, trong thời gian cực kỳ ngắn đã lấy lòng lượng lớn bách tính. Trong vòng mấy năm cũng đã phát triển đến quân lính trăm vạn, bắt đầu càn quét khắp thiên hạ, dần dần được tôn là Thiên Vương. Chiến tranh năm cuối Vương Triều, chung quy khó tránh khỏi ảnh hưởng đến các đại tông môn cùng thế gia. Từ khi Hồng Vũ Thiên Vương quách trương, lợi ích của một số tông môn cùng thế gia liền bị ảnh hưởng. Vì vậy tông môn thế gia tỏ rõ phái người cùng hắn tiến hành đàm phán. Sau khi không thỏa thuận được, liền muốn động võ, thậm chí còn giết chết một đứa con trai của Hồng Vũ Thiên Vương. Lúc này, hai bên liền kết đại thù sinh tử. Hồng Vũ Thiên Vương bắt đầu trắng trợn lùng giết nhân sĩ võ lâm. Danh bốn thế gia trong thiên hạ cũng không có tránh được, nhất là nhà họ Vương ở Lang Gia, bọn họ là kẻ cầm đầu hại chết con trai trưởng của Hồng Vũ Thiên Vương. Đối mặt với đại quân trăm vạn, võ công mạnh đi nữa cũng vô dụng, gần như là bị diệt tộc. Cuối cùng vẫn là nhờ thần cảnh ra tay, đem vài tên con cháu dòng chính của nhà họ Vương ở Lang Gia mang đi, lúc này mới bảo vệ một nhánh huyết mạch của họ. Trải qua trận chiến ấy, đông đảo tông môn cùng thế gia hoàn toàn biết rõ cái tên Hồng Vũ Thiên Vương này căn bản sẽ không nhìn sắc mặt của bọn họ mà làm việc. Vì vậy vô số tông môn cùng gia tộc liên hợp lại, đầu tiên là ở bên trên dư luận bôi đen Hồng Vũ Thiên Vương, đồng thời cũng đang vận dụng lực lượng của bọn họ triệu tập quân đội của mình. Còn nhiều lần phái cao thủ tiến hành ám sát. Loại thủ đoạn trực tiếp giải quyết căn nguyên dẫn tới vấn đề này, rất nhiều tông môn thế gia lần nào cũng thắng. Có điều chẳng ai nghĩ tới, trong tay Hồng Vũ Thiên Vương lại còn có một món tuyệt thế thần binh. Chỉ cần kiếm phong đảo qua là có thể giết chết thần cảnh. Ám sát, chém đầu căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng cũng chính bởi vì những cử động này của tông môn thế gia hoàn toàn chọc giận Hồng Vũ Thiên Vương. Hắn tự mình hạ lệnh muốn giết tận hết thảy thần cảnh trên thế gian, bất luận là thần cảnh của môn phái nào, hết thảy đều chém hết. Một tràng võ lâm hạo kiếp trước đó chưa từng có đã như vậy nhấc lên. Chỉ thế thôi sao? Thôi Hằng sau khi nghe xong khẽ khẽ nhíu mày. Theo miêu tả của Hứa Phong An đến mà xem, cái tên Hồng Vũ Thiên Vương này dường như liền chỉ là một thủ lĩnh quân khởi nghĩa hơi mạnh một chút thôi, căn bản cũng không có một chút bộ dáng của Hồng Phú Quý. Lúc trước Hồng Phú Quý tại chỗ của hắn học cũng không chỉ là những thứ này. Sau khi Hứa Phong An giảng giải xong hiểu biết của hắn về Hồng Vũ Thiên Vương, lại thấy Thôi Hằng rơi vào trầm tư. Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút khẩn trương. Theo bản năng cảm giác mình có thể đã nói sai cái gì, nhưng lại không nghĩ ra chính mình nói sai chỗ nào. Hứa tiên sinh nói về Hồng Vũ Thiên Vương thật ra thì cũng không đầy đủ. Nhưng vào lúc này Lưu Lập Đào bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói thậm chí mang theo mấy phần sùng bái. Nói chính xác, đây chẳng qua là Hồng Vũ Thiên Vương trong mắt của môn phái võ lâm. Thật ra thì chỗ cường đại chân chính của Hồng Vũ Thiên Vương cũng không ở chỗ binh lực của hắn, cũng không nằm ở thần binh trong tay hắn, mà là ở chỗ tư tưởng của hắn, ở chỗ lý niệm trị quân cùng hành chính của hắn. Ở trong vòng 100 năm khi Đại Tấn mới lập, triều đình nghiêm cấm bất luận kẻ nào lật ra xem xét hết thảy tin tức liên quan tới Hồng Vũ Thiên Vương. Bọn họ sợ chính là những tư tưởng kia, cũng chính là vì mấy năm gần đây thiên hạ rối loạn mới không còn cái gì hạn chế. Hắn nói, trên mặt liền mang theo nụ cười, đây là một loại nụ cười tràn đầy sùng bái. Ta là người bình thường thích đọc một ít nhàn thư, đồ vật hiểu rõ dường như hơi có nhiều một chút. Thật ra thì chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu đoạn lịch sử liên quan tới Hồng Vũ Thiên Vương kia, liền sẽ phát hiện hắn và tất cả thủ lĩnh nghĩa quân từ cổ chí kim, thậm chí cùng tất cả đế vương đều bất đồng. Cho tới bây giờ đều không có bất kỳ một người đế vương nào đem quân đội chân chính đứng cùng một phía với đế dân bá tánh, còn là không có thông đồng với nhau cướp đoạt tiền lương bách tính, chưa bao giờ dâm nhục đàn bà, ngay cả trưng lương cũng sẽ không trả tiền. Chưa bao giờ có một quân đội nào không lôi kéo môn phái thế gia, không tìm kiếm sự ủng hộ của bọn họ, ngược lại đặc biệt nhằm vào bọn họ, chèn ép bọn họ, thậm chí giết bọn họ, sau đó đem đất đai tài sản phân cho dân chúng bình thường. Cũng chưa từng có bất kỳ một nhánh quân đội nào lấy thiên hạ đại đồng làm nhiệm vụ của mình. Ngay cả quân lính bình thường nhất đều biết mình là vì bảo vệ cái gì mà chiến đấu, dù là toàn quân tử trận đều không lùi bước. Hồng Vũ Thiên Vương đã kích môn phái võ lâm thế hệ gia tộc, cũng không có phải là bởi vì riêng thù của bản thân mình, mà là vì đem trăm nghề dân sinh ảnh hưởng đến dân chúng thiên hạ đại đoạt từ trong tay của một ít thế lực lớn. Chỉ khi trăm nghề dân sinh không hề bị những tông môn thế gia này khống chế, dân chúng mới có thể trải qua cuộc sống an ổn, chém sạch thần cảnh thiên hạ, mục đích cũng là vì vậy. Nói tới chuyện liên quan tới Hồng Vũ Thiên Vương, Lưu Lập Đào giống như là làm người mở đĩa, liên tiếp không ngừng nói rất nhiều. Trong lời nói tràn đầy khen ngợi, thậm chí còn có sùng bái. Ánh mắt đều đang sáng lên. Điều này có lẽ cùng kinh nghiệm của bản thân hắn có liên quan. Lưu Lập Đào hiểu rõ, mình là một người nhát gan hèn nhát, thiếu dũng khí, gặp chuyện không nghĩ đến bảo toàn chính mình, không dám đứng ra công kích. Vì vậy, khi đảm nhiệm thái thú quận lỗ, hắn cũng không có dám cùng các đại môn phái, đại gia tộc vạch mặt. Chỉ có thể miễn cưỡng thủ hộ bá tánh một phương, để cho bọn họ sống được an ổn, không để nỗi đói bụng. Có thể càng như vậy, hắn lại càng kính nể vì Hồng Vũ Thiên Vương kia hơn. Đây là loại dũng khí gì, loại lòng dạ gì đây, mới có thể để trong những năm tận thế của một vương triều toát ra huy hoàng sáng ngời như vậy. Nghe xong hết thảy những gì Lưu Lập Đào giảng lại, Hứa Phong An trầm mặc. Có lẽ là từ lập trường bất đồng, cũng có thể là bởi vì đã từng chịu nhiều triều đình tại Tấn hạn chế. Ghi chép của Ngọc Hòa Kiếm Các đối với vị Hồng Vũ Thiên Vương kia đúng là vô cùng phiến diện. Thì ra là như vậy. Tôi Hằng chính là nhẹ giọng nói nhỏ, tựa như hơi xúc động một chút. Sau đó hắn liền trầm mặc lại, chậm chạp không nói thêm gì. Qua một lúc lâu sau, ở ngay lúc Lưu Lập Đào cùng Hứa Phong An đều cảm giác có chút khẩn trương, Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng nói, vì Hồng Vũ Thiên Vương này cuối cùng là thất bại như thế nào? Dựa theo miêu tả của Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào, ở thời gian cách đây khoảng 270 năm, Hồng Vũ Thiên Vương đã gần như đã giết hết thần cảnh trên thiên hạ. Các đại tông môn thế gia hoặc là bị trấn áp, hoặc là trực tiếp bị diệt sạch. Trở ngại lớn nhất đã bị tiêu diệt rồi. Bách tính thiên hạ cũng đã sắp đem Hồng Vũ Thiên Vương tôn sùng là cứu thế chủ, vạn dân quy tâm. Những nghĩa quân còn lại kia so sánh cùng với cũng chẳng qua chỉ là gà đất chót sạch, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vương triều Đại Nguyên càng ngày càng thoi thóp, chỉ còn dư lại một hơi thở cuối cùng. Đây đã là đêm trước thắng lợi, là thời khắc bình minh sắp đến. Nhưng vì cái gì cuối cùng người đật đổ Vương triều Đại Nguyên thành lập Tân triều Đại Tấn chính là con rể của nhà họ Vương ở Lang Gia kia. Hơn nữa, Đại Tấn lập quốc đến nay là 261 năm. Nói cách khác, Ở sau khi Hồng Vũ Thiên Vương giết chết thần cảnh trên thiên hạ, thời gian vẫn chưa tới 10 năm, Đại Tấn ngay tại bên dưới sự ủng hộ của bảy vương họ kia thành lập Tân Triều. Điều này quá mức ly kỳ, căn bản cũng không có phù hợp với lẽ thường tình. Hồng Vũ Thiên Vương không có thất bại. Lưu Lập Đào như chăm đinh chặt sắt trả lời. Chỉ có điều chẳng qua là bởi vì Hồng Vũ Thiên Vương đột nhiên mất tích. Những chính sách do hắn chủ trì liền có mà tiếp tục duy trì, rất nhanh thì tàn rã. Ngọc Hòa Kiếm Các cũng có ghi chép tương tự. Hứa Phong An gật đầu một cái rồi nói, ngay trong một đêm trước khi Hồng Vũ Thiên Vương khuất phục thiên hạ, sắp lật đổ vương triều Đại Nguyên, hắn bỗng nhiên mất tích. Rắn mất đầu, nước cũng không thể một ngày không có vua. Hồng Vũ Thiên Vương vừa mất tùng mất tích, cái cơ nghiệp lớn như vậy liền trong thời gian cực ngắn hỏng mất. Lúc này mới có cơ hội cho bảy họ kia cùng với Ngụy Khuông hái quả đào. Ngụy Khuông chính là thái tổ khải quốc của Đại Tấn, chính là con rể của nhà họ Vương Lang Gia kia. Mất tích sao? Thôi Hằng hơi có chút kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Không có dấu hiệu nào mất tích ư? Không sai, chính là mất tích. Lưu Lập Đào vô cùng xác định, gật đầu nói. Ta tra cứu qua vô số điển tịch, không có ai phát hiện qua thi thể của Hồng Vũ Thiên Vương. Chỉ có thể nói là hắn mất tích. Đại nhân là muốn tra chuyện về phương diện này sao? Là chính người cũng muốn biết đi. Thôi Hằng cười mà như không cười, nhìn về phía Lưu Lập Đào. Thuộc hạ không dám. Lưu Lập Đào liền vội vàng hành lễ cáo lỗi. Thuộc hạ chẳng qua là nhất thời nóng lòng, muốn san sẻ với đại nhân ngài thôi. Được rồi, ta không trách ngươi. Thôi Hằng quát tay một cái, đứng lên nói. Chuyện về Hồng Vũ Thiên Vương ta sẽ trả cho rõ. Nguyện vì đại nhân ra sức à? Hứa Phong An vội vàng nói. Thuộc hạ nguyện vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Lưu Lập Đào chính là lập tức quỳ mọp xuống. Cũng không cần hơi một tí liền hành lễ như vậy. Tôi hằng kẽ gật đầu một cái đối với hai người nói. Ta hiện tại hỏi các người một vấn đề nữa. Phần lớn tổng bốn thế gia trên thiên hạ có tham dự vào trong trăm nghề dân sinh hay không? Trong vô hình khống chế sinh hoạt của dân chúng hay không? Không nhất định là toàn bộ, nhưng 89 phần 10 chỉ sợ là có. Lưu Lập Đào trả lời. Chuyện này hẳn là không sai. Hứa Phong An cũng gật đầu một cái. Bất luận là tông môn hay là thế gia, thường ngày chi tiêu đều là cực lớn, cần phải có sản nghiệp tương ứng để duy trì. Tông môn cùng thế gia càng lớn, sản nghiệp khẳng định cũng lại càng lớn càng nhiều. Ừ, ta biết rồi. Thôi Hằng hơi gật đầu nói. Vậy trước tiên như thế này đi. Hai người các ngươi sau khi trở về, đem hiểu biết liên quan tới bảy họ kia của chính mình ở trong đầu ấy, nhất là tin tức về nhà họ Vương ở Lang Gia, đều sửa sang viết ra, sáng mai đưa đến cho ta. Vâng, thưa đại nhân. Hai người rối rít hành lễ rồi cáo lui. Bên trong đội đường quận thủ phủ, chỉ còn lại có một mình Thôi Hằng ngồi đó. Hắn quay trở về chỗ ngồi của mình, lặng lặng mà ngồi rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, tựa như là có chút tự giễu cười nói. Đứa trẻ phú quý à, ban đầu ta còn không biết người có thể an ổn và chết giả hay không. Không ngờ tới người lại mất tích. Người mất tích, phái tiên hạ phòng đối, Thất Thất cũng hừ hừ thực thực mất tích. Trên cái thế giới này quả thực là tồn tại lực lượng cường đại, ta không biết hay sao. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng một lần nữa hỏi trong lòng. Hệ thống, cái thế giới này xác định là thời không tiên hiệp cao cấp sao? Ký chủ tôn quý, chào ngài. Ngài đã mở thông gói tu tiên toàn năng. Bản hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Sau khi trải qua kiểm tra, có thể xác nhận phương thế giới này là thời không tiên hiệp cao cấp, có vô tận chúng sinh của chư thiên vạn giới, có tiền vương tung hoành, hung thú vô số. Hoàn cảnh lớn lên của ngài cực kỳ tồi tệ, mời thời khắc chú ý an toàn. Nếu như cần tăng cao chỉ số an toàn, ngài có thể lựa chọn tiếp tục nạp tiền. Bản hệ thống nắm giữ không hợp thói thường. Thôi Hằng trực tiếp không nhìn nhắc nhở đằng sau. Lúc này, đối với tình huống của Hồng Phú Quý cùng với phái tiên hạ phong đối đã có suy đoán đại khái. Cái thế giới nhìn như là tầng thứ võ hiệp cao cấp này lại có hoàn cảnh truyền thừa 12 cảnh giới phàm giới, hơn nữa cùng với 21 cảnh giới lưỡng giới tiên phàm mà Bùi Thanh Thư cùng Liên Minh Quỳnh nói hoàn toàn đối ứng. Có điều bên này là Đại Tấn, bên kia của Bùi Thanh Thư cùng Liên Minh Quỳnh nhưng có Đại Chu, còn có cái gì tiên môn, đại năng, thánh thể, bí cảnh, các loại nguyên tố rõ ràng cao hơn cái thế giới võ hiệp này. Hơn nữa, Đại Tấn bên này còn có truyền thuyết nhân tiền giáng thế. Câu trả lời đã miêu tả thật sinh động. Có lẽ Đại Chu Nơi Bùi Thành Thư cùng với Lý Minh Quỳnh ở chính là thượng giới của Đại Tấn bên này, là vị diện cao hơn, cùng nhau liên thông, nhưng lại tồn tại hạn chế nhất định. Thôi Hằng đã từng đọc đủ loại tiểu thuyết tu tiên, rất dễ dàng liền sinh ra liên tưởng như vậy. Mà Hồng Phú Quý ly kỳ bất tích, phái Thiên Hà đột nhiên phòng đối, vô cùng có khả năng chính là do cái thượng giới này nhúng tay vào. Nếu như quả thật tồn tại một cái thượng giới, như thế hết thảy liền đều có thể giải thích rõ. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng đại thế gia Đại Tông Bôn truyền thừa mấy ngàn năm kia, chỉ sợ cũng cùng cái thượng giới này có ngàn vạn tia quan hệ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Theo tình huống của Phú Quý cùng Thất Thất mà xem, chờ cái tên nhân tiền kia giáng thế, sau khi nghe một ít sự tích của ta, chắc chắn sẽ ra tay với ta, hoặc là tụ tập các đại tổng bồn thế gia đối phó với ta. Mặc dù nhân tiên hẳn là chỉ tương đương với trúc cơ kỳ, không coi vào đâu cả, nhưng trên nhân tiên còn có địa tiên, thậm chí còn có thiên tiên. Đó chính là cảnh giới có thể tương đương với Kim Đan Nguyên Anh. Bây giờ, cách lúc nhân tiên giáng thế còn có thời gian không tới 5 tháng. Muốn trong thời gian ngắn như vậy tạo ra Nguyên Anh hiển nhiên là không quá khả quan. Cũng may còn có phúc lợi hệ thống, còn như thật sự có tiền thiên hạ xuống, ta cũng có thể tự vệ được. Nghĩ tới đây, trong lòng Thôi Hằng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Còn muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem tất cả tông bồn thế gia trên cõi đời này liền tiêu diệt đi. Dù sao, đã định trước là địch nhân rồi. Xong hắn rất nhanh tự mình hủy bỏ ý nghĩ ấy. Không được, nếu như trực tiếp tiêu diệt môn phái, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải là nhân tiền giáng thế, mà là trực tiếp biến thành thiên tiên hạ phàm, đối với ta không có bao nhiêu chỗ tốt. Cho dù là sau khi nhân tiên giáng thế thật, cùng hắn bộc phát mâu thuẫn, chưa phát triển đến mức độ thiên tiên hạ phàm, khẳng định cũng cần không ít thời gian. Cái thời gian này đủ cho Thôi Hằng làm một ít chuẩn bị. Huống chi lấy thực lực không cao quá thần cảnh của những tổng bồn thế gia này, căn bản cũng không có khả năng tạo thành ảnh hưởng gì đối với chiến đấu cấp độ kim đan. Giữ lại những tổng bồn thế gia này cũng tốt, nếu đã định trương sẽ biến thành địch nhân rồi, vẫn lúc đó có thể cùng để tăng lên độ dài hắc quang. Thôi Hằng sau khi suy nghĩ thông suốt những thứ này, khẽ gật đầu, trong lòng điện tính toán. Thông qua cạnh tranh lường bối một tháng qua, cùng với một màn tịch thu tài sản cùng tiêu diệt đám người Tôn Bàn Thạch hôm nay, hắn thu thập được không ít thất tình từ chúng sinh. Trong đó màu đỏ tượng trưng cho vui cùng với màu trắng tượng trưng cho yêu đều đạt tới trên 7 tấc, giận, bi, sợ, sục cũng đều đã đến gần 5 tấc. Chỉ có ánh sáng màu đen tượng trưng cho ác, không có gì tăng trưởng, vẫn là độ cao 3 tấc. Khoảng thời gian này, hắn một mực rầu rĩ không biết ánh sáng màu đen tượng trưng cho ác phải làm sao mà thu thập, phải làm sao để cho người giữ cảm giác chán ghét đối với hắn, không đến nỗi nhanh chóng thay đổi thành giận, sợ, tâm tình tuyệt vọng chăng? Bây giờ rốt cuộc manh mối cũng có rồi. Những tổng bồn thế gia nắm giữ trong nghề dân sinh, không chết sinh tử của dân chúng bình thường kia chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Sáng hôm sau, Lưu Lập Đào cùng Hứa Phong An, bọn họ trước sau đem tin tức liên quan tới bảy vọng họ chỉnh lý lại giao cho Thôi Hằng. Sau đó, bọn họ liền lấy được một phần quân chính lệnh do Thôi Hằng tự mình sáng tác ra. Lệnh cho tổng bồn thế gia trong cảnh nội quận lỗ đem các loại trăm nghề dân sinh nắm trong tay, ví dụ như lương thực, muối ăn, than đá, thủy vận, tất cả đều giảm giá còn 1/10 bán cho quan phủ quận lỗ, cũng để cho quận trưởng đương nhiệm Thôi Hằng trông coi hết thảy các thứ ấy. Lưu Lập Đào cùng Hứa Phong An sau khi thấy phần chính lệnh này, tất cả đều bối rối. Lưu Lập Đào thì hưng phấn, Hứa Phong An thì lo lắng. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực phổ biến chính lệnh này. Lưu Lập Đào một mực cùng kính nói: đại nhân, chính lệnh này vừa phát, quận lỗ chắc chắn một mảnh xôn xao. Hứa Phong An có chút lo lắng nói: ngoại trừ Hào Hoa Kiếm Các ra, những tổng bồn thế gia khác sợ rằng cũng sẽ không tuân thủ. Hơn nữa, cho đến khi phần chính lệnh này truyền bá đến những châu, những quận khác, sẽ để cho tất cả tổng bồn thế gia trên thiên hạ đều chán ghét đại nhân ngài. Chuyện này... Nguyệt, tất cả tổng bồn thế gia thiên hạ chán ghét ta. Tôi Hằng nở nụ cười. Ý của ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Sau đó, hắn đổi chủ đề nói: đúng rồi, đi nói cho Huệ Thế triệu tập bách tính. Hôm nay liền đem những thương nhân trộm tới kia, còn có đám người Tôn Bàn Thạch đều kéo ra ngoài xét xử công khai. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi Vương Kim Khánh trốn khỏi quận thành quận đỗ, liền bắt đầu liều mạng chạy như điên. Trong một đêm chạy ra hơn 400 dặm, đi tới huyện Thái Dương phía đông quận đỗ. Lúc này thúc phụ Vương Thanh Tuyền của hắn đang ở trong phủ của trưởng lão Tôn Liên Thắng phái Thái Trùng uống rượu mua vui. Hai người đều là ông già tuổi gần 100 tuổi, râu tóc bạc phơ. Nhưng mà ở trước bàn rượu của bọn họ, những phụ nữ người khoác lụa mỏng tang, dáng dấp chập chờn đang hiện ra thân thể đung đỉnh mềm mại, vẫn như cũ là thiếu nữ 16-17 tuổi, cực kỳ mềm mại. Hai người vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh đẹp ý vui, khắp khuôn mặt tất cả đều là nụ cười hiểu rõ lẫn nhau. Vừa lúc đó cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một đám phụ nữ bị dọa sợ đến trốn đi khắp nơi. Vương Thanh Tuyền cùng với Tôn Liên Thắng cũng đều là khẽ biến sắc mặt, ánh mắt mang theo tức giận nhìn sang. Thúc phụ, lại là Vương Kim Thánh đào đảo đi vào, thở hổn hển nói: không xong rồi, việc lớn không tốt rồi. Cái tên quận trưởng quận đỗ mới nhậm chức là người điên, không chỉ tịch thu nhà thường nhân thủ hạ của chúng ta, còn muốn đem chúng ta tất cả đều bắt về. Cái gì? Vương Thanh Tuyền gần như cho rằng mình vừa nghe nhầm, kinh nghi nói: cái tên Tần quận trưởng kia ăn gan hùm mật gấu hay sao, lại dám động thủ với các ngươi? Ta thấy được Hứa Phong An ở bên người tên quận trưởng mới nhậm chức kia. Vương Kim Thánh cắn răng nói. Mặc dù hắn có dịch dung, nhưng khoảng cách gần như vậy, ta thoáng cái liền nhận ra hắn. Thấy khả năng của tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù địch công đại tình bình trong tay của chúng ta, cũng có thể đem chúng ta bắt sống. Ta đấy mới vội vàng chạy trở lại, hướng thúc phụ báo tin. Hứa Phong An, một tên mới đến cấp tuyệt đỉnh mà thôi, hắn đây đã muốn chấm mút tiền duyên của quận đỗ sao? Vương Thanh Tuyền giận không kiềm được, chòm râu đều bị thổi dựng lên. Đi nào, theo ta đi quận thành, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái tên Hứa Phong An này rốt cuộc từ đâu mà có gan to như vậy. Vương tuyệt đỉnh, vị đại nhân kia sắp tới rồi. Tôn Liên Thắng thấp giọng nhắc nhở một câu. Vị đại nhân kia... Vương Thanh Tuyền nhất thời từ trong tức giận tình hồn đại, hơi nghĩ ngợi rồi nói: Kim Thánh, chờ tới sáng sớm ngày mai lại lên đường đi. Nhưng mà... Vương Kim Thánh muốn nói lại thôi. Trong lòng của hắn cực kỳ tức giận, sống gần 20 năm chưa từng chật vật bực bội qua như vậy. Bây giờ hắn không thể ngay lập tức liền giết Thôi Hằng cùng với Hứa Phong An. Không nhưng gì gì hết, Vương Thanh Tuyền đắc đầu nói. Vị đại nhân kia đối với ta, đối với người đều đã cực kỳ trọng yếu, thậm chí đối với toàn bộ nhà họ Vương chúng ta đều đã có trợ giúp không nhỏ, rất trọng yếu. Về phần cái tên Tần quận trưởng cùng Hứa Phong An, chẳng qua là gà đất chó sành thôi, không đáng nhắc tới. Đợi ngày mai thúc phụ ta đi qua, liền sẽ đem bọn hắn bắt hết, mặc cho người tùy ý nắn bóp thế nào cũng được. Vương Kim Thánh mặc dù không cam lòng, nhưng nếu thúc phụ của mình đều đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành chờ chỗ này thôi. Vì vậy tiếng hát lại nổi lên, nhóm vũ nữ cả kỹ cũng đều tiếp tục múa hát nhảy múa, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa hát. Không bao lâu sau, bên ngoài liền truyền đến thanh âm ngựa hí. Ngày sau đó lại có âm thanh mở cửa, đóng cửa xe ngựa vang lên. Có người đến rồi. Vương Thanh Tuyền cùng Tôn Liên Thắng đều đứng lên, mặt nở nụ cười mà đi về phía cửa chính. Vương Kim Thánh cũng vội vàng đi theo, nội tâm cũng có chút kích động. Mới vừa rồi hắn đã từ trong miệng thúc phụ nhà mình hỏi tới thân phận của vị đại nhân vật này. Trung thư giám đương triều, trường xương hoài phòng của nhà họ Khương ở Nam Hà, Khương Vạn Sơn. Nơi Đại Tấn này, Trung thư giám là quan lớn, trường quản các thảo chiếu lệnh cho hoàng đế, có trách nhiệm tuyên bố chiếu thư. Mặc dù không bằng chức lục thượng thư, nhưng cũng là chức vụ trong phần phụ tá trọng yếu. Một đời một hành động cũng có thể là ảnh hưởng đến chính lệnh của hoàng đế. Đương nhiên ở trong giai đoạn loạn thế này, chính lệnh của hoàng đế có ra khỏi Trung Châu, chẳng qua là chức vụ trong triều cũng sẽ không để cho Vương Thanh Tuyền coi trọng như vậy. Chân chính để cho hắn để ý vẫn chính là thân phận của nhà họ Khương ở Nam Hà của Khương Vạn Sơn, cùng với một phần chiếu lệnh từ hoàng đế hắn nắm giữ trong tay. Nhà họ Khương ở Nam Hà cùng nhà họ Vương ở Lang Gia đều là một trong 7 vọng họ. Nếu chiếu lệnh của hoàng đế có trung thư giám của vọng tộc đề cử, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Khương đại nhân đêm khuya tới, Vương Vũ không có từ xa tiếp đón. Vương Thanh Tuyền cười lớn dẫn một người đàn ông trung niên mặc thường phục, nhìn chừng 50 tuổi nghênh đón vào bên trong nhà. Tiểu tử Vương Kim Thánh gặp qua Vương Thế Thúc. Vương Kim Thánh đúng lúc sáp lại, cung kính hành lễ nói. Thì ra là hiền chất. 10 năm trước khi thấy người, người mới lớn nhiều đầy thôi. Khương Vạn Sơn cởi đớn quà tay đến bên hông, sau đó ngồi ở trên ghế chủ tọa bàn rượu mà hỏi: "Phụ thần người vẫn khỏe chứ? Gia phụ hết thảy đều bình an, cũng thường xuyên nhớ thế thúc ngài." Vương Kim Thánh hiện tại đang đàm bộ, lộ ra một bộ dáng ngoan ngoãn. Như ngày đó vương tướng đứng hàng tam công, một trong ba chức quan cao nhất, lại là lục thượng thư, nếu không phải có hắn cất nhắc cũng không có ta ngày hôm nay. Khương Vạn Sơn đầu tiên đã nhớ lại năm xưa một hồi, sau đó nói ngay vào điểm chính: "Ta là người từ trước đến giờ tri ân báo đáp, nơi này có một phần chiếu lệnh phong thưởng của hoàng đế, vừa vặn dùng để báo đáp ân của vương tướng ngày xưa." Vừa nói, hắn liền từ trong tay áo lấy ra một tấm lụa vàng, bên trên có viết văn tự, trải ra, đem nội dung bên trong triển hiện ra, và trong mắt của ba người Vương Kim Thánh, Vương Thanh Tuyền cùng Tôn Liên Thắng. Huyện lệnh huyện Cự Hà là Thôi Hằng, công diệt phản quân Yến Tặc có công, trẫm phong làm uy viễn tướng quân, ban cho hoàng kim 300 lượng, ban cho một tấm binh phù, có thể mộ binh 100.000. Ba người Vương Kim Thánh thấy nội dung bên trong cái chiếu lệnh này cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Những phòng thưởng ở trước thật ra thì đều không coi vào đâu. Ủy viên tướng quân chẳng qua là võ quan phẩm cấp ngũ đẳng mà thôi. Mặc dù đồng cấp với quận trưởng, nhưng đều không bị bọn họ coi ra gì. Chân chính không hợp thói thường là một điểm cuối cùng, có thể mộ binh 100.000. Cái này điển ý nghĩa có thể danh chính ngôn thuận, chiêu mộ 100.000 quân lính, không cần để đan đút nuôi dưỡng từ binh, cũng không cần lo lắng vì không có đại nghĩa danh phận mà bị quần hùng thảo phạt. Thậm chí còn có thể phất cờ hiệu lệnh vì triều đình, hiệu lực đi công kích người khác. Nhất định chính là có thể quang minh chính đại tạo phản. Chỉ cần có quyền lực này, ngôi vị châu mục dễ như trở bàn tay. Tiền duyên của phong châu cũng đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Phong thưởng như vậy lại muốn trò cái tên Thôi Hằng đó. Vương Kim Thánh nhìn mà vừa giận vừa đố kỵ, còn người đều đỏ bừng lên. Thế nào, hiện chất nhìn rất là tức giận phải không? Khương Vạn Sơn chú ý tới thần thái của Vương Kim Thánh, cười mà nói: "Yên tâm đi, cái phong thưởng này cùng tên Thôi Hằng viết trên không có chút quan hệ nào, đây là của ngươi." "Cái gì?" Vương Kim Thánh vừa mừng vừa sợ. Lúc trước Vương Thanh Tuyền chỉ nói cho hắn Khương Vạn Sơn sẽ mang lại cho hắn một chỗ tốt cực lớn, tại không nghĩ tới lại sẽ là cái này. Mình có thể đạt được quyền lực mộ binh 100.000, hơn nữa còn là từ trong tay cái tên Thôi Hằng đó đoạt về, vậy thì quá sướng rồi. Nhưng hắn lại có chút hoài nghi, nhìn về phía Khương Vạn Sơn hỏi: "Thế thúc, nhưng trên chiếu lệnh này viết rõ ràng là..." "Trên chiếu lệnh viết cái gì, còn không phải đã do Trung Thư Giám ta đến quyết định sao?" Khương Vạn Sơn nghe vậy nhất thời nở nụ cười, cầm bút lên trực tiếp đem tên Thôi Hằng viết trên gạch xuống, viết tên lên trên là Vương Kim Thánh. Sau đó hắn cười nói: "Huyện lệnh nho nhỏ cũng không phải là thế gia vọng tộc chúng ta, cái thứ chó má thôi mà, nên nào có phúc vận hưởng thụ phong thưởng nhiều như vậy." "Hiền chất người cứ yên tâm, chỉ cần thứ phong thưởng đạt thật liền không có vấn đề gì rồi." "Còn có thể như vậy sao?" Vương Kim Thánh có chút ngây ra. Trong ngày thường hắn đã cảm giác mình rất lớn lối, lại không nghĩ rằng chính mình cùng phách đối chân chính so sánh còn có khoảng cách xa một trời. Tùy ý sửa lại chiếu lệnh của hoàng đế lại cũng có thể làm nhẹ nhàng đến như thế, phảng phất chẳng qua là sửa lại cái lỗi chính tả thôi. "Kim Thánh không cần phải ngạc nhiên." Vương Thanh Tuyền vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Vương Kim Thánh, mỉm cười nói: "Đại Tấn chính là được lập nên dưới sự ủng hộ của thế gia vọng tộc chúng ta, quyền lực tự nhiên cũng do chúng ta quyết định. Chỉ cần không vô căn cứ giả tạo chiếu lệnh của hoàng đế, ngoài mặt chiếu cố mặt mỗi hoàng đế một chút là được. Ngài nói xem có phải là đạo lý này hay không, Khương đại nhân?" Khương Vạn Sơn nghe vậy cũng nở nụ cười, tựa như có ám chỉ mà nói với Vương Kim Thánh: "Trung thư giám nhỏ như ta cũng không dám vô căn cứ giả tạo chiếu đậy." Ý nói con đục thượng thư cấp cao hơn hắn, tức tể tướng chân chính trên ý nghĩa thì chưa chắc. Tình như phụ thân của Vương Kim Thánh, vị đã từng là vương tướng kia. "Đa tạ Khương thế thúc." Vương Kim Thánh khom người bái tạ, làm như không có nghe thấy lời nói ám chỉ trong lời của Khương Vạn Sơn. Hiện tại trong lòng hắn sảng khoái tới cực kỳ. Dù sao những phong thưởng này vốn là đều thuộc về Thôi Hằng, bây giờ lại bị hắn chặn xuống rồi. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác đại thù được báo, thoải mái đến bốn khỏa tay bố chân. "Người được lòng dân quận lỗ thì như thế nào? Bên cạnh người có tuyệt đỉnh giang hồ thì như thế nào? cùng thế gia vọng tộc như ta so sánh, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, chỉ xứng bị tùy dưng bắt chẹt, thậm chí ngay cả mình được phong thưởng cũng không biết, liền bị ta cướp đi. Vương Kim Thánh hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí muốn nhảy đến trước mặt Thôi Hằng giễu cợt, dùng điều này để rút cơn bực bội cùng tức giận của mình khi trước. Khương đại nhân, thật ra thì nhắc tới cái tên Thôi Hằng này cũng đã trừng phạt đúng người đúng tội. Và lúc này, Vương Thanh Tuyền bỗng nhiên mở miệng cười nói, hả? Lời này hiểu thế nào đây? Khương Vạn Sơn nghe vậy có chút hăng hái hỏi, là như vậy, cái tên Thôi Hằng này ở quận thành quận lỗ... Vương Thanh Tuyền giản lược tóm tắt, đem chuyện Thôi Hằng nhằm vào sản nghiệp tổng bồn thế gia nói qua một lần. Lại còn có chuyện này sao? Ánh mắt của Khương Vạn Sơn run lên, cười lạnh nói, những tên quê mùa này thật là càng ngày càng không biết an phận. Không sai, một tên quận trưởng nho nhỏ lại dám đụng đến sản nghiệp của chúng ta ở quận đỗ. Vương Thanh Tuyền rất tán thành gật đầu nói, đơn giản là đang tìm chết thôi. Khương đại nhân, có phải hay không nghĩ biện pháp trị hắn một chút? Tôn Liên Thắng tràn đầy vẻ nịnh hót nói, nếu không, cái tên quận trưởng kia sợ rằng sẽ còn được voi đòi tiên. Bây giờ chẳng qua là coi trọng sản nghiệp của chúng ta ở quận thành quận lỗ. Về sau nói không chừng chính là cả quận lỗ đấy. Ừ, quả thật không thể bỏ mặc kẻ này được. Khương Vạn Sơn gật đầu một cái, mặt lộ vẻ độc ác. Trực tiếp giết hắn là biện pháp tốt nhất, nhưng làm như vậy lợi cho hắn quá rồi. Nếu như hắn dám dùng sản nghiệp của môn phái thế gia chúng ta đổi lấy lòng dân, vậy bản quan sẽ để cho hắn mất hết lòng dân, để cho hắn bị phản dân chửi rủa mà chết. Sau khi trở về kinh, ta sẽ bẩm báo bệ hạ. Quận lỗ tiếp giáp sông Hồng, chính là trung tâm đường thủy Phong Châu. Hắn là phải trở thành thành lớn buôn bán mậu dịch, nhưng sự phát triển hôm nay lại là còn lâu mới đạt tới. Có thể thấy năng lực thi hành chính trị của quận trưởng không tốt, và lại quận trưởng vô cớ tước đoạt sản nghiệp buôn bán của thế gia, giao cho dân chúng tầm thường kinh doanh, cực lớn đả kích lòng nhiệt tình của thương nhân, cũng có thể cho bách tính không cách nào an tâm làm ruộng sản xuất lương thực, gây thiệt hại cho xã tắc, làm mầm họa khiến thiên hạ loạn lạc. Tất cả những thứ này đều là bởi vì quận trưởng thi hành chính trị bất lực. Theo lý nên để cho bệ hạ ra chiếu chỉ cải cách, dân chúng tầm thường kinh doanh cửa hàng tăng thuế 5/10, thương nhân buôn bán giảm thuế 5/10. Như vậy có thể để cho buôn bán mậu dịch của quận lỗ khôi phục, cũng có thể để cho bách tính an tâm làm ruộng vẹn toàn đôi bên. Đến lúc đó, bổn quan sẽ đích thần tới quận lỗ thúc đẩy thi hành chiếu lệnh. Mấy vị nghĩ như thế nào? Khương Thế Thúc cao minh, đúng là thật cao minh. Khương Kim Thánh không nhịn được khen ngợi. Đại Tấn thu thuế dân chúng bình thường vốn là tương đối nặng, lại tăng thuế như vậy, những tên dân chúng quê mùa ở quận đỗ chỉ sợ còn số vào thẳng là số ra. Hắn thấy dân chúng bình thường đều là một đám tiện dân. Bây giờ Thôi Hằng cho bọn họ chỗ tốt, họ tự nhiên đã sẽ tầng bốc Thôi Hằng, kính yêu Thôi Hằng. Chờ sau khi chính sách này được ban bố ra, thì bọn họ nhất định sẽ xoay đầu lại mắng cái tên Thôi Hằng kia. Cái gọi là lòng dân chẳng qua chỉ là đồ vật tùy thời có thể rời đi mà thôi. Đối phó quá mức là đơn giản, thoải mái, thật là thoải mái. Vương Kim Thánh miệng còn cười toe toét. Chỉ cảm thấy chính mình đã thấy biểu tình tuyệt vọng thê thảm của Thôi Hằng rồi. Vương Thanh Tuyền cùng với Tôn Bàn Thạch cũng đều mặt tươi cười mà khen ngợi. Cái chính sách này đối với bọn họ mà nói cũng là tuyệt tốt. Dù sao nam thường nhân mấy đời, thật ra thì chính là người của tổng bồn thế gia. Về phần dân chúng tầm thường sau đó làm sao mà sống sót, bọn họ không có chút nào quan tâm. Một đám dân quê mà thôi, chết thì chết cả đi, không có chuyện gì lớn cả. Còn như thật làm ầm lên đi thì cũng là đi nhà bồn quận phủ ồn ào thôi, cùng bọn họ nào có quan hệ gì chứ. Màn tiệc rượu này đắm chìm trong tiếng cười nói, chủ và khách đều vui. Cho đến khi Khương Vạn Sơn rời đi, sắc trời đã tầm mờ sáng. Lúc sáng sớm, hai người Vương Thanh Tuyền cùng Vương Kim Thánh cũng cáo biệt Tôn Liệt Thắng, bước lên con đường đi quận thành quận lỗ. Song lúc này mục đích của bọn họ đã khác với lúc ban đầu. Sau khi nghe kế hoạch của Khương Vạn Sơn, hai người đã từ bỏ ý định trực tiếp diệt trừ Thôi Hằng. Dù sao, một con dê để làm thịt mà thôi, không cần phải vội động thủ. Vẫn là để cho hắn ở sau khi chiếu lệnh mới vừa ban bố, sống trong vạn dân chửi rủa, căng hạ cơn giận hơn một chút. Lần này mục đích của Vương Thanh Tuyền cùng với Vương Kim Thánh đi quận thành có hai. Một là cứu ra Tôn Bàn Thạch. Đó là dù sao cũng là con trai của Tôn Liên Thắng, cũng không thể cứ như vậy chết ở quận thành. dù sao cũng phải giữ được tánh mạng của hắn, hay là diệt trừ Hứa Phong An. Ngọc Hòa Kiếm Các mặc dù truyền thừa đã ngàn năm, nhưng cho đến những năm gần đây mới xuất ra một tên cao thủ tuyệt đỉnh là Hứa Phong An, nội tính nông cạn, chưa từng bị đại tông môn đại thế gia đứng đầu coi ra gì. Bây giờ Hứa Phong An lại dám trợ giúp Thôi Hằng đứng ở phía đối lập với tông môn thế gia, nhận định chính là tự mình tìm đường chết, chán đường sống, phải diệt trừ hắn đi, răn đè những người khác. Hôm nay quận thành Quần Đỗ so với bình thường náo nhiệt hơn rất nhiều. Ngay tại tối hôm qua, đám thương nhân ngày thường làm mưa làm gió, còn có kẻ sau màn của những thương nhân kia, tất cả đều bị thái thú đại nhân bắt được. Giá đường thực vốn dĩ tăng vọt đến 15 lần, trong một đêm liền bị đè xuống. Vô số dân chúng nhảy cẫng hoan hô, rối rít đi ra đầu phố, muốn phải đi ra nhà môn quận phủ để mà cảm ơn vị đại nhân mới nhậm chức quận trưởng kia. Nhưng rất nhiều người vừa ra khỏi cửa liền nghe có người đang gào to: đại hội tố khổ bắt đầu rồi, đại hội tố khổ bắt đầu rồi. Thái thú đại nhân muốn xét xử công khai những đại gian thương kia cùng với hậu trường của bọn chúng, để cho bọn họ giải nghĩa tại sao phải gây khó dễ cho dân chúng chúng ta. Các phụ lão hương thần chúng ta có khổ nói khổ, có oan kêu oan, bất luận ngày trước bị ủy khuất gì, lần này đều có thể thống thống khoái khoái nói ra. Thái thú đại nhân sẽ vì chúng ta làm chủ. Người đang đứng đầu hàng hồ thét chính là một thiếu niên da thịt có chút đen đủi, bộ dáng 15-16 tuổi, không ai khác chính là Triệu Cầu Đản, là một trong mười mấy binh lính Thôi Hằng mang theo khi tới quận thành nhậm chức. Giọng nói của hắn rất to, mọi người cách thật xa cũng có thể nghe rõ, nhất thời đến hấp dẫn không ít người tới hỏi thăm. Tiểu huynh đệ, cái gì gọi là xét xử công khai, đại hội tố khổ là cái gì vậy? Bọn ta thật có thể đem oan khuất bình thường phải chịu nói hết ra sao? Là muốn bọn ta đi thẩm vấn những đại nhân vật kia sao? Chưa từng nghe qua chuyện như vậy bao giờ. Chúng ta, những tiểu dân chúng này cũng có thể đi thẩm vấn bọn họ sao? Rất nhiều người trong quận thành đều chưa từng nghe qua loại chuyện này, chỉ cảm thấy vô cùng khó tin. Dù sao ở thời đại này, dân chúng bình thường dù chỉ là an ổn còn sống cũng có thể coi là may mắn. Mạng người như cỏ rác, nào có cái gì quyền lực xét xử người khác. Trừ vì đại ca đại tỷ, cô dì chú bác, mọi người hãy nghe ta nói này. Triệu Cầu Đàn miệng lưỡi rất lưu loát, rất nhanh đã đem chuyện chính mình trải qua khi ở huyện Cự Hà nói ra một phen sống động. Hắn còn đem các biện pháp thi hành chính trị của Thôi Hằng ở huyện Cự Hà nói ra, nhất là tập trung vào miêu tả nội dung cánh cường hào chia ruộng đất, khiến cho đông đảo bách tính nghe mà hai mắt tỏa sáng. Vì vậy lượng lớn bách tính nhanh chóng tràn về hướng pháp trường phía bắc quận thành, nơi đó chính là địa phương tổ chức đại hội xét xử công khai. Vương Kim Thánh cùng với Vương Thanh Tuyền đã dịch dung đi tới pháp trường, đứng ở một góc xó xỉnh. Bọn họ nhìn bách tính người người nhốn nháo, nghe tuyên truyền liên quan tới đại hội tố khổ cùng xét xử công khai, chỉ từ bản năng cảm thấy chán ghét cùng buồn nôn. Hoang đường, thật là quá hoang đường mà. Vương Thanh Tuyền sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn đại cáo xét xử công khai đang xây dựng. Đây là muốn đem đám người tôn hiền chất kéo đến trên đài cao này, để bị đám quê mùa này xem như trò khỉ mà xét xử sao? Nhân nội dung tuyên truyền dường như là như vậy đấy. Trong mắt của Vương Kim Thánh không khỏi thoáng qua một chút sợ hãi. Nếu như hắn ban đầu không có quả quyết chạy trốn, bây giờ phòng trừng cũng phải bị kéo lên đài cao, vô cùng nhục nhã. Vương Thanh Tuyền lên cơn giận dữ, trong lòng thậm chí dâng lên sát ý. Đây chính là muốn đem mặt mũi của tông môn thế gia chúng ta ném xuống đất dẫm đạp lên đây, người này không thể lưu lại. Thục phụ cứ yên tâm, có Khương Thế Thúc làm ra trừng phạt, người này sống không được bao lâu nữa đâu. Vương Kim Thánh cắn răng nói ra. Chắc chắn hắn phải chết rồi. Vương Thanh Tuyền gật đầu một cái, trầm giọng dò hỏi. À đúng rồi, chuyện liên quan tới tung tích mấy ngàn tình bình tối hôm qua, người đã điều tra xong chưa? Đã điều tra xong rồi. Vương Kim Thánh có chút vẫn hận nói. Chính là Hứa Phong An làm đấy. Hắn trực tiếp ra tay bắt Tôn Bàn Thạch, đã giết mấy chục chùa quân lính, để cho quân lính còn dư lại không biết mà hàng. Phòng trừng đều bị tóm vào trong địa lao rồi. Chuyện đầu tiên Vương Kim Thánh làm khi tới quận thành chính là bị Vương Thanh Tuyền phái đi điều tra chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Ít nhất phải hiểu rõ sau khi hắn rời đi, chiến đấu làm sao mà kết thúc. Như vậy thì có thể dựa vào số lượng quân lính của Hứa Phong An có thể giết được để phán đoán thực lực, để Vương Thanh Tuyền động thủ diệt trừ nhẹ nhõm hơn. Mặc dù Vương Thanh Tuyền rất miệt thị loại tuyệt đỉnh nội cảnh mới lên cấp như Hứa Phong An, nhưng trong lòng của hắn cũng biết muốn giết một tên tuyệt đỉnh cũng không dễ dàng gì. Nhất định phải làm ra chuẩn bị thật đầy đủ mới được. biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đáng tiếc kết quả điều tra của Vương Kim Thánh là bắt nguồn từ bách tính trong thành, mà trên thực tế, tối hôm qua căn bản cũng không có bách tính nào dám ra ngoài. Chưa từng có ai nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu chân chính. Phần lớn người đều chỉ mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết phía bên ngoài, còn có một số ít người nghe được thành gầm đám người Tôn Bàn Thạch phá cửa sổ ra ngoài muốn chạy trốn. Ngay cả vết máu trên đường phố cũng đều bị Trần Đông dẫn người dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra vết tích tối hôm qua. Huệ Thế, một người hoành tạo thiền quân, tùy ý tàn sát. Sáng sớm hôm nay, sau khi dân chúng ra ngoài, thêm một mảnh đường phố sạch sẽ, đương nhiên sẽ không cho rằng xảy ra đại chiến gì. Chỉ là sẽ cảm thấy bởi vì kẻ cầm đầu bị cao thủ bắt đi, chiến đấu liền dừng lại rồi. Vì vậy sau khi Vương Kim Thánh nghe được mấy cái tin tức này, liền thuận lý thành trương cho rằng là Hứa Phong An xuất chiêu. Dù sao ở trong nhận thức của hắn, quân thành quân lộ bên này cũng chỉ có một tên tuyệt đỉnh như Hứa Phong An, không phải hắn ra tay còn có thể là ai ra tay. Từ đó, lời nói liền cùng chân tướng có sai lệch một chút. Một người có thể giết chết mấy chục tình bình khoác áo giáp cầm khí giới, vậy đã mạnh hơn đội cảnh tầm thường, coi như cũng không tệ. Vương Thanh Tuyền tin lời của Vương Kim Thánh, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhưng mà cùng ta so sánh thì còn thiếu rất nhiều. Nội tình của môn phái nhỏ rốt cuộc vẫn là quá nồng cạn. Thúc phụ ngài mà ra tay, Hứa Phong An chắc chắn phải chết. Vương Kim Thánh cười nói. Nếu chỉ là một tên Hứa Phong An nho nhỏ ta cũng không giết được, sẽ không xứng mạng họ Phường nữa. Vương Thanh Tuyền hết sức tự tin. Kim Thánh, ngươi chờ ở đây đi. Một khi Tôn Hiền Chất xuất hiện, ngươi liền ra tay cứu hắn rời đi. Ta trực tiếp đi giết Hứa Phong An để tránh cho hắn lòi ra quấy rối. Không thành vấn đề, ngài cứ yên tâm đi. Vương Kim Thánh cũng là mười phần tự tin. Hắn nhìn một chút Huệ Thế đảm nhiệm thủ vệ trên đài cao, khẽ cười nói. Cái tên thủ vệ trên đài cao này chính là bại tướng dưới tay của ta. Lúc trước để cho hắn nhặt về một cái mạng, lần này tất không để hắn sống tiếp nữa. Ừ, là nên diệt cỏ tận gốc mới đúng. Vương Thanh Tuyền gật đầu nói. Người chú ý tốc chiến tốc thắng, không thể hàm chiến được. Sau khi cứu người lập tức rời đi. Ta biết rồi. Vương Kim Thánh cười cười nói. Thúc phụ ngài cứ yên tâm là được. Một tên ngưng khí nho nhỏ thôi mà, cũng không đáng giá cho ta hàm chiến. Tốt lắm. Vương Thanh Tuyền yên lòng rời đi. Hắn cũng biết rõ thực lực của những người này. Vương Kim Thánh vô cùng mạnh, tuyệt đối không thể không đối phó được một tên chỉ là cảnh giới ngừng khí nhỏ nhỏ. Sau đó Vương Kim Thánh liền ở một góc kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không qua bao lâu, đài cao cũng đã dựng xong rồi. Vô số dân chúng tại chỗ đều hoan hô. Chờ cho đến khi đại hội xét xử công khai bắt đầu, từng tên thương nhân bị kéo lên, từng tên bách tính đứng ra tố cáo. Bên dưới quần tình không phẫn, thậm chí có không ít bách tính xông lên, đem thương nhân sống sờ sờ đập chết. Điêu dân, một đám điêu dân. Vương Kim Thánh nhìn mà cắn răng nghiến lợi. Cái mông của hắn cũng không phải là ngồi chung một chỗ với bách tính. Thế tình hình như vậy đặc biệt là bị xúc động. Rốt cuộc, ở sau khi xét xử công khai chừng mấy tên thương nhân, Tôn Bàn Thạch mặt mỗi tiểu tụy chật vật cương kỳ đã bị kéo lên. Là Huệ Thuế tự tay nhấc hắn đi lên. Ngay lúc này, ánh mắt của Vương Kim Thánh sáng bừng. Đi chết đi. Lúc này hắn thi triển khinh công, trong nháy mắt phi người lên đài, cánh tay giương ra, trực tiếp một quyền đánh về phía Huệ Thế, cố gắng giống như hôm qua một đòn chế địch. Biểu tình trên mặt Huệ Thế có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Vương Kim Thánh giống như là đang nhìn một kẻ ngu. Vương Thanh Tuyền không có lựa chọn đánh lén ám sát, bởi vì hắn biết đối với một tên tuyệt đỉnh nội cảnh mà nói, đánh lén cũng không có tác dụng. Hắn dự định chính diện đánh chết Hứa Phong An. Hơn nữa, vì cảnh cáo Thôi Hằng, hắn còn dự định ở trước mặt Thôi Hằng đem Hứa Phong An sống sơ sơ đánh chết luôn tại chỗ. Cho nên Vương Thanh Tuyền trực tiếp một thân một mình đi tới nhà môn thủ phủ quận trưởng, còn tháo xuống dịch dung. Lúc này Thôi Hằng đang ở trong nội đường cùng Hứa Phong An thương lượng với Lưu Lập Đào, xem nên bổ xuống sản nghiệp tông môn thế gia nào trước. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, tâm tình chán ghét thật là nồng đậm. Đây là người nào đến rồi thế? Thôi Hằng vui mừng nhớn mày, buông xuống bút mực trong tay, cười nói. Hứa tiền sinh, Lưu quận thừa, bên ngoài có khách đến thăm, chúng ta ra gặp một chút nha. Thôi Hằng đi ở phía trước, Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào phân biệt đi theo hai bên. Đại nhân, đó là Vương Thanh Tuyền. Hứa Phong An liếc mắt một cái, liền nhận ra thân phận của người vừa tới, thấp giọng nhắc nhở. Nội cảnh tuyệt đỉnh dòng thứ chỉ thứ tư của nhà họ Vương Lang Gia, thực lực đúng là không kém. Thôi Hằng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Thanh Tuyền mỉm cười nói: Các bạn đi tới trong phủ của ta, có gì muốn làm nào? Ánh mắt của hắn rất hiền lành, giống như là đang nhìn một con quái bảo dương ở ngõ ngoại vậy. Nội cảnh. Đây là một tên nội cảnh thứ hai hắn gặp phải từ khi xuyên qua đến đây. Mà từng tên nội cảnh đều ý nghĩa với lực lượng lớn tầm tình phản hồi. Lúc này Vương Thanh Tuyền đang liên tục không ngừng cung cấp cho ánh sáng màu đen, tượng trưng cho các ác tăng trưởng. Mới một lát sau đã trở nên cao thêm một phân rồi. Chính là giống như cục cưng mang tới lượng kinh nghiệm lớn. Người chính là Thôi Hằng sao? Vương Thanh Tuyền nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không để ý tới nữa, mà đang nhìn về phía Hứa Phong An, cười lạnh nói: Hứa Phong An, người điệu đã biết chính mình đang làm gì chưa? Vương Tuyệt Đỉnh là ý gì? Hứa Phong An đứng dậy, cười nói: Ta không hiểu ngươi đang nói cái quái gì. Thần là tuyệt đỉnh của Ngọc Hòa Kiếm Các, để trợ giúp cho người này hãm hại người của tông môn thế gia. Vương Thanh Tuyền mang một bộ giọng điệu cao cao tại thượng mà nói: Người đây là muốn cho Ngọc Hoa Kiếm Các lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Vương Tuyệt Đỉnh lại nói đùa rồi. Hứa Phong An lắc đầu cười nói: Ta không phải là người nhà họ Vương Lang Gia các ngươi, người cũng không có quyền quản ta làm gì. Huống chi thái thú đại nhân đức như là thanh thiên, ta cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh. Đây cũng là chuyện may mắn của Ngọc Hoa Kiếm Các. Người dám. Vương Thanh Tuyền không nghĩ tới Hứa Phong An sẽ trả lời như vậy. Hơn nữa, rõ là hắn có thể cảm giác được đối phương là một loại tư thái không chút cố kỵ. Đây vốn không giống với tâm cảnh của một tên tuyệt đỉnh trong môn phái nhỏ khi đối mặt với hắn. Điều này làm cho Vương Thanh Tuyền không khỏi cảnh giác, trong lòng thầm nói: Chẳng lẽ cái tên Hứa Phong An có lá bài tẩy gì mà ta không biết? Hoặc là hắn có chỗ dựa là những thứ khác, tự nhận là có thể toàn thắng ta sao? Nhưng mà coi là hắn có thể toàn thắng ta đi chăng nữa, cũng không có khả năng giết được ta. Bất luận là hắn hay là Ngọc Hòa Kiếm Các, đều tuyệt đối không thể chịu nổi lửa giận của nhà họ Vương Lang Gia. Hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ là làm sao có thể? Vương Thanh Tuyền chợt quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng, có chút kinh nghi bất định. Người dùng thủ đoạn gì lại có thể để cho một tên tuyệt đỉnh nội cảnh như Hứa Phong An cam tâm tình nguyện đi theo ngươi? Lúc này hắn đã phát hiện ra chính mình nghĩ sai lầm rồi. Hứa Phong An ở bên người Thôi Hằng, sợ rằng cũng không phải là suy nghĩ đẩy Thôi Hằng đến ngôi vị châu mục, từ đó chấm mút tiền duyên phòng châu. Đây chính là ý nghĩa Thôi Hằng có lý do để cho một tên tuyệt đỉnh cam tâm tình nguyện đi theo. Hơn nữa lý do này tuyệt đối đầy đủ, thậm chí còn có thể để cho cái tên tuyệt đỉnh này khi đối mặt với thế gia vọng tộc đứng đầu đều không sợ hãi. Hắn nhưng mà không tin Hứa Phong An nói chuyện hoang đường, bởi vì nhân đức như thành thiên mà đi theo gì đó. Chẳng lẽ là thần cảnh sao? Nghĩ tới đây, con người của Vương Thanh Tuyền chợt co rút thật nhanh, trong lòng dâng lên sợ hãi cực lớn. Lúc này tung người nhảy lên, không chút nghĩ ngợi, hướng ra ngoài nha môn thủ phủ thái thú mà chạy như bay. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.